Linh ơi, có bao nhiêu đi mà làm cũng không được à? Nhìn vậy lụm đi, lát ngoại ra ngoại đánh cho. Bây giờ má biết không, con bị ung thư giai đoạn cuối. Mẹ ung thư hả? Mẹ có chết cũng kệ, mặt sát đi. Thưa má, con mới về. Con ngoại con ép lời. Chúc ngoại những đôi tâm thủy. Ngồi xuống đi. Tao đã nói với mày rồi, tao vác cái mặt về đây, đem cái thứ mà con hoang rồi về đây, tao thúi hết cả cái làng này. Con xin lỗi má, tại bé Khánh cũng lớn rồi, nó cũng phải biết ông bà, gia đình nó là ai, nên hôm nay con mới dắt bé Khánh về. Đúng là cái thứ người ta nói đó, cá không ăn muối thì cá ư, con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Tao nói thiệt với mày á, có suốt đời tao chết thì tao cũng không nhìn cái mặt con nhỏ này là cháu tao. Mày nên biết như vậy. Con mắc ở đây đâu, mẹ nói con đi gặp bà ngoại mà, thì bà ngoại con đâu? Cái thứ liễu lự nhập cha mày hả? Biết cái gì tao chưa? Hiểu mày đi đi. Cục này quá ha. Con chào má. Con, dì hai lì xì cho con. Em, cho nó lấy đi. Chị em trong nhà không à, em làm như là người dân vậy á. Mà cháu nó càng lớn càng giống ba nó ha. Lấy đi con. Má, còn cái này á, con gửi má. Má cảm ơn con. Thiệt á, cái gia đình này má chỉ tự hào một mình con thôi, chứ còn ai kia hả, đem nhục nhã xấu hổ về đây cho má không á. Hơi đâu mà má quan tâm hàng xóm nói gì. Mà hàng xóm có nói á thì cũng có giúp ích được mình cái gì đâu. Chủ yếu á là gia đình mình nó sum vầy và hạnh phúc. Con chúc ngoại vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Ngoại lì xì cho con nè. Cưng cháu ngoại cưng của ngoại. Con giúp ngoại hai lần, ngoại hãy nghĩ gì con. Ngoại học ăn không à. Ghét ngoại. Con mau xin lỗi bà ngoại liền cho mẹ. Tôi không có nhận mấy người là cháu ngoại tôi đâu. Tôi đã cho ở cái nhà này 3 ngày là quá lắm rồi đó. Đi xuống dưới mà rửa chén rửa bát cho tôi đi. Ghét ngoại. Con xin lỗi má. Biết chứng mắt quá. Con là mẹ thương nhất nhà đó, cưng lắm đó. Nó đâu phải cháu ngoại đâu, của ai đó. Ngoại uống nước không? Con lấy luôn cha. Thôi thôi thôi, con ngồi đó đi. Để ngoại kêu Khánh nó lấy nước cho con uống. Khánh ơi! Dạ. Có biết lấy nước lên cho chị uống không? Có. Sao mời ngoại uống nước? Trời đất ơi! Có bao nhiêu đi mà làm cũng không được à. Còn đứng đó nữa. Xuống mà lấy đi. Đồ mà lên lao đi.
Nhìn vậy, lận đi. Lát ngoại ra, ngoại đánh cho bây giờ. Chị ghê cục quá à. Chị lát rồi. Ai chị nói? Lát ra ngoại á. Ê, cái con kia, mày đứng lên. Mày đứng lên. Con cháu như vậy, má biết không, con bị ung thư giai đoạn cuối, sống đâu có còn được bao lâu nữa đâu. Con chỉ muốn ở bên cạnh gia đình, ở bên cạnh má thôi. Nhưng mà con thấy quyết định của con là sai lầm rồi. Con sẽ mang bé Khánh vào cô nhi viện. Con có chết, má cũng đừng có tìm con. Tự mày hả, xích mặt về đây với tao, mày gọi mày gì? Mày ung thư hả, mày có chết cũng kệ mặt xác đi. Sắp chết rồi. Hay là ngoại cho dì ở lại nha ngoại. Không có gì là ác đâu con. Gia đình mình đó là gia đình gia giáo, không có loại người như nó đâu. Mẹ hả, không có cháu này thì có cháu khác. Con kệ nó, để nó đi đi con.